Em là máy cassette Victory BRCX3, ngoại hình đẹp, máy móc nguyên zin. Hãm em test chưa đủ chức năng của nó, giờ em đăng em test lại ha. Ngoài ra con này là full chức năng điện 100V, chỉ có lỗi hộp CD thôi, CD là còn nguyên luôn ha, em không có sửa chữa, không có làm gì hết, hư bấm hư luôn. Rồi hiện giờ là có nguồn nè ha, bật lúc này là tắt nguồn, bật lên là có nguồn. Còn này dưới đây là CD, lên radio rồi này gì không biết, normal không biết, con này là táp là băng, con này là chậm bổng gì đó, con này là volume ha. Rồi giờ trước tiên em sẽ test cái radio đi. Nè radio em gạt lên. Cho phép xe có tải trọng dưới 12 tấn đi qua. Việc có quá nhiều xe ô tô né chặn thu phí đều từ quốc lộ 38, trong đó có cả những xe có tải trọng lớn đi vào đoạn đường sẽ gây mất. Này ai em ha. Cái việc né chặn BOT là vẫn có. À, một số cái biện pháp mà bác sĩ đã gợi ý để phòng tránh đột quỵ cho. Hướng đi về thành phố Hồ Chí Minh. À như vậy là cao tốc thành phố Hồ Chí Minh đi Trung Lương. Thì nó hơi nhỏ ha, em cũng không biết cách khắc phục. Băng này gạt lên. Chờ lòng thấy. Tại vì nhiều khi ca hát nó đụng băng quyền nữa hết. À vậy là cái đầu băng này nó bị băng cái nhỏ cái lớn nè. Hay không cái này lớn nè. Ok ha, rồi xong giờ tới cái phần out gọi là áp tép đó à, nè. Cái này mình chế luôn muốn thêm nhiều lắm. Em kết nối Bluetooth rồi từ Bluetooth em ghim cổng con sen vô ha, hát được bình thường nha. Nha quý khách cô chú anh chị em nè, thật sự có nhu cầu đam mê thích yêu ha, mua dùng xài liên hệ em qua Zalo, Facebook, YouTube, Chợ Tốt, Messenger, TikTok qua số điện thoại 0939 396 480. Và một lần nữa cảm ơn tất cả các quý khách cô chú anh chị em đã ủng hộ trong thời gian qua. Em xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.